Móc nhà mình ra review luôn. Đẹp quá. Con ba ơi, trời ơi, ở đây mới khai trương hay sao á nè, thấy đông lắm luôn á. Đi nào Mon, lượm gì á, đồng hồ hả? Đi rồi, giờ nhà mình sẽ mua vé. Vé người lớn sẽ là 15.000, trẻ em 7.000. Đây, ở đây có ghi hẳn hoi những cái chơi nè, trò chơi nè. Đó. Đưa vé rồi đúng không? Ồ, Mon nó chạy kìa. Mon nó chạy kìa, không biết có cái gì không mà nó chạy. Đông quá vậy. Cái hồ đẹp quá vậy. Giống hồ xinh luôn. Ồ, gì Mon. Kìa coi nó, nó đi chào chú khắp nơi kìa. À, ở đây sẽ có trải nghiệm thuyền nè, với lại sticker gì đây của Mon nè. Mon đâu? Trời ơi, nó đam mê đồ chơi nữa rồi. Mon, gì vậy? Rồi ba ơi, số cát của nó kìa, hứa thì mua kìa. Này ba nó hứa mua nên giờ nó đòi nè. Lát hồi chơi chứ giờ chưa có chơi con. Đi đi đi. Này, có cả trải nghiệm xe Jeep nè. Xe này trên bãi cát trắng. Sao rồi, mướn được chưa? Con đi lên xe không? Xe nào đâu? Để đi chia xe này nha mọi người. Cái này là 800.000. Dạ, cho đi chiếc mô tô nè. 800.000 20 phút nha mọi người. Nếu mà đi xe kia thì 800.000 không giới hạn thời gian đi xe kia. Nhưng mà mình thấy đi xe kia thì nó lãng xẹt. Tại vì nó giống xe hơi thôi à. Mình đi xe này mà đi trên cát á, nó có cảm giác dơ mót hơn. Lên xe. Ba cứ mót lên đi, mót lên. Xong rồi tới ba mẹ ở sau. Hả chưa? Ba mẹ.
tóc tách rồi. À đây rồi, nó đây rồi. Cởi đà điểu nha mọi người. Đà điểu bên đây nè, đó. Đó. Vô. Đây nè, đây nè, anh chị ngồi đây nè. Em mới cởi được mà. Có con đi chậm dành cho cháu, tại cháu cởi là có em dịnh. Rồi. 3 tuổi đi còn được nữa. Cho chú đi theo đúng không? Đúng rồi, nó đi nhà em đi cặp bên. Em đi, chú đi cặp bên với con, chú dịnh con chừng nào con chụp hình, chú đi ra cho chụp hình cho con chụp hình mình. Rồi, cứ cho đi trước đã. Con xong muốn rồi. Đi không cho bạn con? Có. Rồi. Bây giờ nó đi tới. U, đẹp quá. Đó làm bạn với Mon đó. Nhưng công chúa có vậy, công chúa đi tới chào hoàng tử kìa. Chào hoàng tử Mon. Đó, hay vậy. Bạn tới dẫn luôn hay quá vậy. Cầm chặt nha. Đó, trời ơi. Đó nó đi kìa. Đây, cái này không đi theo được hả? Lát thôi, ra đi gần đây nè. Nó đang cởi đà điểu nè.
đẹp quá vậy. Thích chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đã chưa? Hi. Yeah. Rồi. Rồi đi. Rồi vô luôn. Xong rồi được một vòng. Đi được một vòng hả? Một vòng. À mỗi người sẽ được đi một vòng thôi nha. 50.000 là một vòng đúng không? Con leo ra đi. Có chị đỡ. Ồ có bạn đỡ luôn. Có chị chứ. Sơ kìa sơ. Rồi. Bye. Bye bye ai? Bye mọi người. À. Bye bye.